gân á, khi mà nó bị viêm, không chỉ viêm ở cái nơi nó bám vào xương, có thể là chỗ nối với gân, hay là những cái tổn thương nội tại của gân, hay thậm chí tổn thương những cái vùng hoại dịch ở phía sau gân, hay là phía trước gân, hay là ở cạnh gân. Những cái bệnh lý ở cái vùng gân có thể là những cái tổn thương cấp tính, hay là những cái tổn thương mãn tính, những tổn thương mãn tính lâu dài, hay những cái tổn thương mãn tính kèm theo thoái hóa. Thì những yếu tố nội tại như là bản thân của người bệnh, hay là những yếu tố ngoại lai, đặc biệt là những yếu tố tác động vào cái nội tại nhiều lần, làm cho những cái tổn thương là cơ động hay là bệnh cấu trúc mà gân không sửa chữa được, thì nó sẽ diễn biến theo cái quá trình bệnh lý thoái hóa, và nếu không được phục hồi nữa thì gân sẽ đã tức do những cái chấn thương rất là nhẹ. Ngoài ra chúng ta có thể thấy là những cái tổn thương kèm theo bệnh lý của gân trên những cái hình ảnh học, như là ví dụ như cái gai xương, hay là những bệnh lý khớp theo như là thoái hóa khớp, hay là tổn thương những cái hệ thống dây chằng dây buồng khớp. Cái việc biết điển hình của cái tổn thương viêm gân này là những đau, có thể là đau khi chúng ta hoạt động lâu dài thì dần sẽ đau, hoặc là đau khi chúng ta hoạt động ngay khi hình thì gân sẽ sưng hết, hoặc là nặng hơn nữa thì không hoạt động nó cũng đau. Nó làm ảnh hưởng đến những cái hoạt động thường ngày của chúng ta, ảnh hưởng đến cái chuyện đi lại, ảnh hưởng đến cái khả năng tập thể thể dục thể thao và trở lại với cái thể thao của mình. Thì ở cái vùng gối nó có những cái gân xung quanh cái hệ thống cơ từ ở trên xuống, hoặc từ vùng gối xuống những cổ chân, thì nó tập trung thành cái là vùng gân. Thì có những cái bệnh lý ở cái mặt trước, như là bệnh lý gân bánh chè, gân cơ tuyến đầu, những cái bệnh lý ở mặt ngoài gối, ví dụ như cũng chảy dọc chảy, hay gân cơ veo, hay là gân cơ nhị đầu, hay là những bệnh lý ở mặt trong gối, ví dụ như là gân cơ chân hồng, hay là gân cơ thái mạc ở cái vị trí trong gối ngay bên trên và bên dưới của gì bên trong. Cái triệu chứng đau ở cái vùng cái hệ thống gân ở cái xung quanh xương bánh chè, đó là cái viêm gân bánh chè và gân tứ đầu, đa số là do những cái chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó có thể thấy hình ảnh tổn thương ở trên cái hình ảnh MRI và trên siêu âm. Thì trong quá trình điều trị, ngoài cái chuyện điều trị đa số các trường hợp chúng ta có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc kháng viêm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái chất kích thích cái chuyện tái đảo sộn như là PRP như thế nào, nhưng mà tuyệt đối chống chỉ định chúng ta tiêm vào cái vết cầu này để có thể gây đứt gân. Trong những trường hợp điều trị bảo tồn thất bại thì mình có thể phẫu thuật, đặc biệt là cái hệ thống cái vùng gân cơ tứ đầu, đó là một trường hợp sau để cắt lại và sửa chữa lại cái vùng gân này. Cái bệnh lý tiếp theo là cái viêm cái vùng gân cơ loãng màng, nó phát đám vào phía mặt trong sau trong của cái cốt gối ngay phía trên dây chằng cột trong, và cái hình ảnh của nó có thể thấy trên MRI và trên siêu âm. Cái chuyện mà viêm gân loãng màng thì cái điều trị của nó, đối với điều trị thuốc mà uống, nếu không đáp ứng mình có thể mình tiêm một tiêm tiếp, nó không có chống chỉ định giống như là viêm gân bánh chè. Cái hội chứng mà nó kẹt cái dãy chậu chày thì thường nó có hai cái chỗ, là chỗ móc chuyển lớn và cái chỗ đội cầu ngoài xương đùi. Thì cái kẹt cái vùng này đó, bản thân cái dãy chậu chày có thể nó viêm, nhưng mà có thể có những cái bệnh lý kèm theo, và rất là thường đó là những cái vùng hạt dịch chỗ này nó phì đại lên, cũng như cái bộ xương nó cấn vào cái vùng này. Thì đa số các trường hợp mình có thể điều trị bảo tồn. Những cái hình ảnh của đó có thể cũng giống như là những cái bệnh lý cái vùng gân bánh chè tứ đầu mình có thể thấy trên hình này. Những trường hợp mà mình điều trị thất bại với bảo tồn, ví dụ như tiêm một cái thuốc hay là điều trị thuốc kháng viêm, thì mình có thể điều trị cái nguyên nhân ngay tại chỗ, ví dụ như cắt những cái nang, những cái chồi xương, hay thậm chí mình có thể tạo hình cái dãy chồi chày từ phía trên cao của cái vùng máu chuyển, để cho nó không có căng, nó không có bị những cái tác động lặp đi lặp lại mà nó bị tiêm. Cái bệnh lý tiếp theo đó là cái bệnh lý gân cơ khoeo. Gân cơ khoeo này mình thấy cái gân rất nhỏ ở phía sau khoeo thôi, nhưng mà nó có cái vai trò rất là quan trọng, và đôi khi người ta kẹt xem nó như là dây chằng thứ năm của khớp gối, ngoài hai dây chằng kéo, hai dây chằng bên. Nó đóng góp vào với dây chằng bên ngoài, tạo một cái phức hợp tổng sao ngoài. Những trường hợp mà tổn thương dây chằng kéo không phục hồi được cái hệ thống này thì có thể thất bại cái phẫu thuật của mình. Thì bệnh nhân có cái triệu chứng là đau cái vùng sao khoeo. Cái hình ảnh cái gân cơ khoeo này mình có thể thấy trên MRI, và trong thực hành lâm sàng khi mà mình phẫu thuật nội soi khớp gối, khi mình mở cái khoang phía sau cái khoang ngoài, mình có thể thấy rất là rõ gân cơ khoeo, và đây là hình ảnh gân cơ khoeo nó bị tổn thương.
rất là quan trọng trong cái phẫu thuật những cái vùng khớp gối, ví dụ như thay khớp gối chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cắt qua cái vùng này nó không còn cái hệ thống lưng cơ queo giữ cái vùng khớp gối phía sau, nó cũng có thể gây thất bại trong quá trình phẫu thuật của mình. Một cái bệnh lý nữa đó là cái cơ dị đầu, nó bám vào cái đầu cơ xương má, thì chúng ta cũng tương tự với các bệnh lý khác. Cái bệnh lý cũng rất thường gặp đó là cái viêm cái hệ thống gân cơ chân ngỗng. Gân cơ chân ngỗng ở đây là gồm có cái gân cơ thon, gân cơ bán gân và gân cơ thợ mai. Cái vùng đây là cái vùng đau. Bệnh nhân rất là thường đến chúng mình than phiền mà mình rất là dễ nhầm lẫn. Là bệnh nhân nữ lớn tuổi nghĩ là thoái hóa khớp gối, nó đau ở mặt trong khớp gối, nhưng mà thật ra nó ở dưới cái kè khớp gối và thậm đôi lúc nó hơi nề lúc đó lên và ở rất là đau. Nếu không đáp ứng với điều trị bảo tồn thuốc uống thì mình cũng có thể tiêm một tiêu huyết vào vùng này. Thì cái hình ảnh của nó cũng tương tự, cũng có thể thấy trên MRI và trên siêu âm. Qua cái phần thứ hai là cái hệ thống cơ chế vũ nó bị tổn thương. Đặc biệt ở cái vùng cơ chế vũ này mình có cái gân cơ tứ đầu, gân bánh chè nó có thể bị đứt. Và cái hệ thống quan trọng ở đây là cái khớp già đùi. Khớp già đùi là một cái phức hợp khớp rất là phức tạp về cả những cái lực và cái giải phẫu đa chiều của xương bánh chè. Những cái tổn thương vùng này có thể dẫn đến những cái bệnh lý ví dụ như là cặp xương bánh chè, gãy xương bánh chè, chấn thương đứt gân bánh chè, đứt gân tứ đầu, hay là tổn thương cái viêm sụn khớp tách rời, hay là những cái mất vẩn của xương bánh chè. Dù như đây trường hợp mà mình chấn thương cấp tính nó có thể là gây cặp xương bánh chè, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh lý mãn tính nó gây ra cặp khớp bánh chè tái diễn, bệnh nhân tả mình sơ ý cái là to cái đầu gối là xương bánh chè nằm ra ngoài. Hay là mỗi động tác khi mình gấp gối là xương bánh chè nó đặt ra. Và những tổn thương mãn tính như vậy thường nó không gây đau. Và nếu mà mình không có giải quyết thì lâu ngày nó sẽ hư cái khớp già đùi của mình. Thì khi mà tiếp xúc với những bệnh nhân bất thường xương bánh chè, mình phải quan tâm đến hệ thống. Có những cái bệnh nhân cái cơ địa của họ rất là lỏng lẻo và dây chặt, họ rất là dễ bị đập ra. Nếu mà mình phục hồi không có tốt thì nó sẽ bị thất bại. Những cái hình ảnh về bệnh lý mình có thể khảo sát trên hình ảnh X-quang, CT hoặc MRI. Đối với những trường hợp mà mãn tính mà nó nhẹ không ảnh hưởng nhiều thì có thể tập sức mạnh của cái cơ để nó cân bằng. Tuy nhiên đa số thì các bạn phải chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Có những cái trường hợp nó bị căng cái giải phía bên ngoài thôi thì chúng ta có thể phẫu thuật giải phóng phía bên ngoài. Nhưng khi mà nó ở bên ngoài nó co rút quá nhiều thì đôi lúc chúng ta phải phẫu thuật, chúng ta tái tạo cái tông của xương bánh chè. Hoặc nữa là những cái trường hợp lệch trục, chúng ta phải dời cái điểm bám của cái lồi buồng trước xương chày qua để đưa cái trục hoạt động của xương bánh chè nó vào trong, nó không có trật ra ngoài nữa. Đây là cái hình ảnh mà người ta giải phóng cái cánh bên của cái cánh phía bên ngoài của cái gân của cái xương bánh chè sau khi mà mình tái tạo cánh đầu của cái xương cần bánh chè. Ngoài ra chúng ta cũng rất là thường thấy những cái đau khớp già đùi trong cái hội chứng đau ở phía trước của khớp gối hay là trong cái hội chứng già đùi thì rất là nhiều trường hợp nó là cái hình ảnh của cái xương bánh chè bị tổn thương, đó là chuyển sụn xương bánh chè. Thì người ta phân loại cũng giống như là phân loại trong khớp gối, từ cái mềm sụn cho đến tổn thương một phần sụn cho đến tổn thương gần hoàn toàn sụn và tổn thương cái lộ xương phía bên dưới. Thì đa số những trường hợp nó rất là mơ hồ. Bệnh nhân đau cái vùng trước gối của mình, bệnh nhân thường than phiền là đi bình thường thì không đau, đi lên đi xuống cầu thang thì đau nhiều hơn, thậm chí đi xuống thì nó đau nhiều hơn, hay là ngồi xổm thì nó đau ngay phía trước gối. Và những bệnh nhân mà đau nhiều thì rất là sợ, khi mà mình đụng vô trong đó là người ta rất sợ đau. Nhưng mà thường người ta đi trên bình thường thì rất là ít đau. Thì chúng ta cũng chụp những cái hình ảnh trên X-quang hay CT hay MRI để khảo sát những cái tổn thương có thể dẫn đến cái hoạt động bất thường của cái khớp già đùi này. Đa số các trường hợp thì đáp ứng với điều trị bảo tồn, ngoài cái điều trị thâm viêm sẽ cho bệnh nhân hạn chế những cái động tác mà nó gây cái áp lực trên cái khớp già đùi, ví dụ như là ngồi xổm, ngồi xếp bằng, hay là hoạt động những cái hoạt động đá hoặc cái cơ tứ đầu nhiều, hay thậm chí đi giày cao gót nhiều cũng có thể mình phải bớt để cho cái khớp này người ta phục hồi trở lại. Còn trong những trường hợp mình không đáp ứng với điều trị bảo tồn thì có thể nội soi để mình cắt lọc những cái tổn thương ở cái vùng xương bánh chè, hoặc là giải phóng cái cánh ngoài để giảm cái áp lực lên cái khớp già đùi, hay là chỉnh cái hướng của xương bánh chè để cho nó giảm áp lực lên cái khớp già đùi. Cái trường hợp tiếp theo đối với cái ví dụ là cái gân ở cái vùng xương bánh chè này đứt, thường là đứt cái vị trí bám.
Rồi mình nghĩ là một cái chấn thương rất là mạnh nó có thể gây được đứt hai cái gân lớn này, gân cái vùng lớn này. Nhưng mà tuy nhiên ở trên lâm sàng mình cũng thấy mà không có hiếm, đó là những trường hợp mà bệnh lý gây ra cái đứt gân này. Mà đa số các bệnh lý là những bệnh nhân chạy thận, những bệnh nhân suy thận mãn, chạy thận nhân tạo hoặc là thận phân khúc mạc. Tự nhiên cái người ta đi cái gồng cái chân lên, cái này người ta sợ té, người ta quỵ chân cái đứt gân, đứt một bên. Thì ông nói chưa có chạy xong bên này cái đi nhà vệ sinh, cái muốn được cho cái chuyện cái đứt này rồi. Đa số trường hợp người ta vẫn cho mình những yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, viêm gót chân thấp, nhưng thực tế thì thấy rất là nhiều tình bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đa số bệnh nhân sẽ đau vùng này, bệnh nhân không có đủ cái chân được nha. Nếu bệnh nhân bị một chân không đủ chân được thì người ta đi thì cứ lết cái chân ha, và mình đã đi một lùi thì rất là dễ đi. Thì cái hình ảnh này mình sẽ thấy rõ, thậm chí trên X-quang mình có thể cái, nếu mà đứt cái quán chèn thì quán chèn chạy lên cao ha, hoặc là những hình ảnh của cái đứt cái gân tứ đầu. Thì đa số các trường hợp mình phải phẫu thuật, ít khi nào mà cái xương cái gân này nó đứt một phần mà mình có khả năng điều trị bảo tồn. Mà phẫu thuật thì là cái gân nó vốn nó đã bệnh rồi, mình phải giải quyết cái chỗ bệnh tại chỗ đó thì gân sẽ yếu, đôi lúc mình dùng những cái mảnh ghép khác để tạo thành cái gân trở lại, dùng cái neo để neo cái vùng gân, cái vùng cái mũi chỉ thâu mình vào trong xương bánh chè thì mới giữ được cái gân để nó phục hồi cơ chế duỗi. Một cái bệnh lý tiếp theo đó là viêm cái túi hoạt dịch trước xương bánh chè. Những cái túi hoạt dịch ở cái vùng này có khá nhiều đó, trước xương bánh chè, trên xương bánh chè, sau gân bánh chè, vùng cơ chân ngỗng. Những cái túi hoạt dịch trước xương bánh chè là cái đó thường xuyên viêm nhất, và có một cái tỷ lệ nhất định là nó gây ra cái trường hợp nhiễm trùng. Mà đa số những cái động tác do mình cứ tác động lên nó nhiều, đó là động tác quỳ gối nha, mà nó gây ra viêm, thì mình có đa số nó đáp ứng có điều kiện bảo tồn. Còn cái chuyện mà mình hút dịch ra để mình tiêm cục tiêm cục ít rồi mình băng cho nó ép nó dính ít cái tiết dịch thì người ta thấy là cũng còn bàn cãi, bởi vì có những có tỷ lệ nhất định nó sẽ tái phát trở lại. Và cái chuyện cắt bỏ nó đi nó không có giống như là cắt bỏ cái túi hoạt dịch ở phía sau cái mỏ quẻ của mình, thì nó rất là thường viêm phải làm bỏ rồi thôi. Nhưng mà ít khi ở cái vùng gối này mình phải cần những cái thủ thuật đó. Những cái tổn thương vùng gối đó, những cái suyết khuyết phục khuyết cái sụn vùng gối ngoại tự xương hay là những cái nếp đi ca, ví dụ như những cái trường hợp mà ngoại tự xương thứ phát. Đa số những trường hợp người ta thấy ở phụ nữ có nhiều nguy cơ mà nó ảnh hưởng đến cái chuyện máu nuôi cái sụn khớp này, ví dụ như những bệnh nhân có tình trạng tăng động, những bệnh nhân bị steroid, những bệnh nhân chấn thương, hoặc thậm chí những cái bệnh nhân đã phẫu thuật nội soi khớp gối trước đó thì sau này nó vẫn thấy một cái tỷ lệ nhất định có cái hiện tượng ngoại tự xương thứ phát. Thường những cái ngoại tự xương thứ phát thì nó xuất hiện ở một khoang, nhiều hơn một khoang, tức là thường nó xuất hiện ở hai khoang và nhiều sản thương. Chính vì nó ở hai khoang này cho nên là khi mà nó diễn tiến nặng thì khó khi nào mà mình giải quyết được cái thay khớp một khoang mà nó thành công. Những cái tổn thương mới nó có thể tự giới hạn nếu mình giảm tác động lên cái vùng cái sụn thêm cái sụn xương tách rời đó. Và cái hình ảnh học thì chúng ta biết là hình ảnh MRI nó sẽ thấy rõ hơn rất nhiều so với X-quang. Khi điều trị phẫu thuật, nếu những mảng xương cái mảng sụn nhỏ không ảnh hưởng thì mình có thể bỏ đi. Hoặc là những cái trường hợp mà cái phần sụn tách rời nó không có liên quan đến cái khớp, nó nằm phía bên ngoài thì mình có thể khoan giải áp với mục đích là tăng cái lượng máu đến luôn cái phần cái cục xương sụn đó để nó không có bị tổn thương thêm. Còn những cái trường hợp mà cái xương sụn đó nó lớn ở bệnh nhân trẻ thì người ta sẽ ghép xương sụn, mà đa số là sẽ ghép tự thân. Trong trường hợp rất nặng không thể phục hồi được mà ảnh hưởng đến hai khoang thì mình sẽ thay cục đó toàn phần. Người cứ nói đó là hình ảnh của hoại tử xương nguyên phát. Hoại tử xương nguyên phát thì đa số nó chỉ ở có một khớp là lồi cầu trong, và nó là có thể điều trị bảo tồn giống như là hoại tử xương thứ phát. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà nó hư mà không phục hồi được thì mình chỉ cần có thể thay khớp gối một ngày thôi, chứ không có thay khớp gối hai ngày như bình thường. Và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà mình nó tổn thương ở phía một cái quan đó thì mình có thể kéo dài tuổi thọ khớp bằng cách sửa trùng để nó tạo giảm cái áp lực lên cái quan, chuyển cái áp lực lên thành bên ngoài để tăng cái tuổi thọ cái khớp gối của mình. Một cái tổn thương tiếp theo đó là cái tổn thương khuyết sụn khớp. Nó có thể là một tổn thương rất là lớn mà tình cờ mình có thể phát hiện tại MRI lên vì lý do gì đó, chẩn đoán một cái đau khớp nghĩ là đứt rách sụn chim sau chấn thương chẳng hạn, mình có thể phát hiện ra cái tổn thương này. Hoặc đôi lúc nó lan rộng ra nhiều ổ giống như trong bệnh lý thoái hóa khớp.
thì những cái trường hợp mà tổn thương nó nóng giống như là cái phân độ của cái khớp già đùi thì nó có thể phục hồi được. Còn những trường hợp mà tổn thương sâu thì buộc lòng mình phải can thiệp vào trong cái để phục hồi cái sụn khớp. Ví dụ như là mình giống như là trong trường hợp nãy là mình nội soi chắc lọc, mình khoan cái xương kích thích tạo cái mô sụn sợi hoặc là mình ghép sụn xương. Tiếp theo một cái tình trạng đó là tình trạng cái hội chứng Lyka hoặc là những cái nếp Lyka, những cái nếp nó có sẵn ở trong cái khớp gối của mình hoặc là sau chấn thương nó tạo ra những cái nếp đó thì nó gây ra cái hiện tượng là cứ chấn thương lên cái vùng sụn này hoặc sẽ gây đau. Đặc biệt đa số những cái trường hợp ví dụ là xuất hiện phía cái cạnh trong cái nếp Lyka phía sau, nếp Lyka trên xương bánh chè, cái dưới xương bánh chè, bệnh nhân sẽ có cảm giác gấp cái gói quà rồi nó bị cụt một cái nha, còn một đầu nhiều nó sẽ gây đau. Và những cái trường hợp điều trị bảo tồn không đáp ứng thì mình điều trị phẫu thuật rất là đơn giản, nói chung là cắt cái nếp Lyka sẽ hết. Tuy nhiên ngoài cái chuyện mà xử trí cái nếp Lyka đó, mình cũng phải quan sát lại tình trạng khớp nó có tổn thương nào hay không để mình sẽ phục hồi để không có gây tình trạng đau nữa. Đối với trẻ em thì nó có hai cái tổn thương, đó là cái viêm sụn tách rời. Viêm sụn tách rời thì thường là trẻ, mình thấy là nó chiếm đi đa số là ở loại cổ trong và phía sau ngoài. Nhiều trường hợp đó là do cái ngoài cái chuyện mà tổn thương là chấn thương đa số. Một số trường hợp nó ghi nhận cái phần sụn trên hình đĩa, nó cứ tác động lên cái phần sụn của cái loại cầu này gây ra cái tổn thương đó là viêm sụn tách rời. Nó cũng chia ra làm bốn dạng, như cái tổn thương sụn ha, cái sụn nó mềm thôi, sụn nó bong tróc, nó bong nó chứ chưa có tróc ra, sụn nó tróc ra và đủ độ cuối cùng nữa là nó rớt ra ngoài luôn, nó tạo ra cái trục khớp hoặc là những huyết sụn lớn. Thì đa số trong những cái trường hợp sớm mình có thể điều trị bảo tồn. Những cái trường hợp mà trẻ người đã lớn trưởng thành rồi thì thường là nó không có khả năng còn tồn nữa, cho nên chúng ta phải phẫu thuật để ghép cái sụn xương vào phục hồi cái sự toàn vẹn của cái mặt khớp của mình. Hình ảnh mình có thể khảo sát hình ảnh là hình ảnh X quang trên siêu âm trên MRI mình có thể thấy tổn thương cái sụn tách rời. Những cái trường hợp mà cái không đáp ứng cái điều kiện bảo tồn mình có thể mình vào mình phải lấy cái phần đi thì nó là cái cục khớp. Những cái trường hợp mà nhỏ cũng có thể khoan dưới sụn như là mình nói, khoan vào tới xương thì nó chảy máu ra, nó sẽ tạo thành cái mô sơ chứ không phải là mô sụn thì nó cũng sẽ giảm được cái đau. Còn những trường hợp mà mảnh nó lớn thì người ta sẽ bắt cái mảnh nó lại. Bắt cái mảnh nó lại thì cái con ốc bắt nó rất là đặc, nó đặc biệt hơn những con ốc bình thường. Mình cho bắt khô xương là cái đầu của nó có thể chìm vào trong cái sụn luôn, chìm vào trong cái sụn luôn thì nó sẽ không có cảm cái khớp này. Còn những trường hợp mà lớn tuổi mà nó hư nhiều rồi thì người ta sẽ thay cái mặt sụn, cái mặt khớp mới. Trường hợp mà ở phía dưới cái chỗ bám cái mắt chè vào loại củ chày, viêm chỗ bám của loại củ chày ở trẻ nhỏ thì thường trẻ đến với mình người nhà phát hiện đau cái vùng loại củ trước xương chày, mà nếu mà lâu ngày chỗ nó sẽ sưng lên, có thể một chân, có thể hai chân. Trẻ cái thang cứ đau tới đau luôn hoài, chỗ nào chở nhảy nhiều thì đau nhiều, bớt chạy nhảy thì nó bớt đau. Đa số cái bệnh này sẽ tự giới hạn trở lại, cái bất trường hợp nó không tự giới hạn, buộc mình phải can thiệp. Thì nó có thể thấy được trên cái hình ảnh của X quang và cái hình ảnh của MRI. Ngược với cái hình ảnh của cái gân bánh chè bám vào trong cái đầu cơ xương chạy, đó là gân bánh chè bám vào đầu của từ dưới từ dưới xương bánh chè, đó là cái tên khác của bệnh viện CD. Thì cái điều trị nó cũng tương tự. Có những trường hợp mình không đáp ứng được với điều trị thì có cái chỗ bám của cái gân bánh chè vào trong cái cực dưới xương bánh chè cũng giống như cái chỗ bám của cơn tuyến đầu vào cơn xương bánh chè, nội soi mình cắt lọc cái mô viêm chỗ đó, dùng sóng công làm kích thích cái tạo cái sợi dạng xương hoặc là viêm đi để kích thích tạo lại gân. Qua cái vấn đề tiếp theo nữa đó là những cái tổn thương, những cái cấu trúc mềm mà trong khớp gối, đó là tổn thương xương chè mà tổn thương dây chằng mà đa số như thế là do chấn thương gây ra. Và cũng có một số bệnh lý gây ra bất thường ở cái vùng sụn chêm. Thì cái vai trò của sụn chêm đó là điều hòa cái dịch khớp và giảm sốc. Nếu mà tổn thương sụn chêm thì nó sẽ gây ra
những cái triệu chứng khó chịu là đau về lâu về dài sẽ gây ra hư khớp. Những cái hình ảnh của tổn thương xương cho em sẽ thấy rất rõ trên MRI, trên MRI các bác sĩ đã sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cái xương cho em chính vì cái vai trò của nó quan trọng như vậy cho nên là đa số các trường hợp sẽ cố gắng bảo tồn xương cho em. Trong những trường hợp nó rách xương cho em ở ngoài thì cái phần máu hư có thể làm được rất đơn giản và rất mới thì tôi sẽ cố gắng để thành công xương cho em sau. Còn những trường hợp gãy phía trong, xin lỗi, những trường hợp mà rách ở phía trong cái vùng mà ít máu u không làm được hoặc về lâu ngày thì nó tạo hình cái sụn chêm lại, tạo hình sẽ không có cấn, không có hơn nữa, mặc dù nó không có tốt giống như cái sụn chêm nguyên vẹn. Chính vì cái vai trò của sụn chêm quan trọng như vậy cho nên có những trường hợp nó hư hoàn toàn sụn chêm thì sau này người ta đang trên cái đà người ta cũng làm, người ta ghép cái sụn chêm vô, đã dùng sụn chêm đồng loại ghép vô để giảm tăng cái tuổi thọ của khớp để giảm. Tuy nhiên theo lâu dài thì nó vẫn có phá hóa khớp, nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải là cái phát đồ như vậy các bạn trên những cái trường hợp mà không phải là trên chỉ có những trường hợp tổn thương mà còn người ta vẫn tiếp trên. Những tổn thương tiếp theo đó là cái nang sụn chêm. Nang sụn chêm thì người ta cho rằng là cái vết rách sụn chêm rồi cái sụn cái nó tạo cái màng một chiều, cái dịch khớp nó khô trong đó rồi nó ứ động ở trong đó, nó tạo thành cái kẹo đặc bít lỗ lại thành cái nang. Đôi lúc cái nang nó chỉ nhỏ thôi nhưng mà có khi cái nang nó rất là lớn nha, mà nó sưng ra phía ngoài luôn. Thì đa số các trường hợp đối với những cái này thì đây là cái nang khi mà người ta làm giải phẫu sinh lý trong những cái phòng tích xét. Thì ngoài cái chuyện mà hút cái dịch tiêm vào tinh huyết nó giống như là những cái vùng khác thôi thì cái kết quả chế chưa có được khuyến cáo rộng rãi. Tuy nhiên trong cái phẫu thuật nội soi thì nó có kết quả rất là đáng kể, khi mà vô trong khớp mình mở cái chỗ mà cái nang nó ra thì nó sẽ ra hút sạch trong đó, sẽ không có sự đó lại, không có tạo cái này mới nữa. Còn trong những trường hợp phức tạp không hết thì phải đi mở phía ngoài, thì cắt cái này đi, nó sẽ dẫn được, dùng thử được. Để thực sự trong trường hợp bệnh lý đó là cái con sụn chêm thì đa số người ta nghĩ nó là bẩm sinh, nhưng mà nhiều người ta thấy sinh thành, sinh đôi bụng cứng nó cũng có người có người sau. Thì là thêm giả thuyết thứ hai nữa là chấn thương lúc còn nhỏ, trong quá trình đó nó sẽ tạo thành, nó tạo sẹo trong và đến bây giờ nguyên nhân vẫn chưa có khẳng định rõ ràng là những cái gì. Thì có thể có sụn chêm thực tế gần hoàn toàn nó không có hết, không có lớn một trong hoặc là hoàn toàn là thẳng thẳng một trong, đây là cái hình ảnh da phụ bệnh nên đại thể thì mình cũng có thể thấy rất là rõ trên MRI và thấy gián tiếp trên X-quang. Chính cái phần sụn chêm hình đĩa vốn dĩ nó không có nằm ở chỗ này, nó cứ cắn vào trong cái phần sụn này. Bệnh nhân đến với mình thường là trẻ nhỏ, co ra co vô cái cục cục, thậm chí bệnh nhân có thể biểu diễn cho mình nghe những cái tiếng kêu khi bệnh nhân co ra co vô. Thì nếu về lâu về dài nó sẽ gây ra cái biến chứng thì nó là viêm sụn tách rời của bờ cầu. Nếu mà nó gây ra triệu chứng khó chịu rồi thì nó nên can thiệp, không có triệu chứng không và tình cờ phát hiện thì có thể chờ trẻ lớn lên. Nếu mà đau dài sẽ hư hoặc là trong những trường hợp chấn thương, những cái sụn chêm hình đĩa này khi chấn thương là rất là phức tạp, nó không có rất đơn thuần giống như những cái sụn chêm bình thường của mình. Thì trường hợp điều trị đối với cái sụn chêm hình đĩa này thì mình chỉ việc tạo hình nó lại giống như cái sụn chêm bình thường, và có một số trường hợp ở cái góc phía sau này nó kèm theo nó rất là lỏng lẻo và nó không tăng cường phía sau, đó là mình tạo hình mình sửa chữa sụn chêm. Khâu thì đa số là mình khâu qua nội soi, thừa chưa qua nội soi. Nói về cái phần tổn thương dây chằng, thì tổn thương dây chằng là cái dây chằng chéo thì ở vùng gối mình có hai dây chằng chéo trước và chéo sau, hai dây chằng bên trong bên ngoài và hai cái hệ thống phức tạp của phía sau khác, đó là hệ thống móc sau trong và móc sau ngoài. Ở lâm sàng nếu mà không chú ý thì khi mình phục hồi giải phẫu thì chưa biết gì chưa sao có thể thất bại nếu mình không có phục hồi được cái góc sọ rồng, góc sọ ngoài. Và nặng nữa thì sẽ gây ra cục khớp. Thì dây chằng chéo trước về mặt giải phẫu thường là nó sẽ có hai bó, đôi lúc một nghiên cứu phát hiện thêm cái bó thứ ba, nhưng mà đa số nó sẽ có hai bó. Tái tạo dây chéo trước về lịch sử của người ta thì ta chỉ tạo một bó theo giải phẫu. Sau này thì nghiên cứu cơ sinh học thấy là chỉ hai bó, có một bó nó sẽ tái tạo tốt, nó giúp chống xoay. Tuy nhiên khi nó tái tạo hai bó thì hai cái đường hầm ở trên đầu cầu đùi, những cái trường hợp mà cái khuyết
gian là cậu quyết nhỏ quá, các bạn không làm được hai trường hợp thì sẽ không tốt trên bể. Do đó nếu mà làm không tốt hai bó, không phải là hai lần là một bó. Và sau này cái một bó người ta nghiên cứu về cái giải phẫu, người ta dời cái gì khu đầu cầu từ bây giờ xuống bây giờ, thì sẽ giảm cái diện tích xoay. Tuy nhiên cái hai bó người ta nghĩ là nó to hơn. Thì trước kia cái kỹ thuật, những cái kỹ thuật mà cho neo cái dây chặt là khứ đầu cầu của xương đùi thì nó cần cái mảnh ghép nó dài. Sau này cái mảnh ghép thì bình thường cặp đôi là giờ cấp ba, và những cái neo nó treo lên thì không cần cái dây chặt, không cần cái mảnh ghép dài. Do đó cái kích thước to một bó kỹ thuật tốt có thể giải quyết được vấn đề mà hai bó trước kia. Còn mảnh ghép người ta có thể sử dụng mảnh ghép đồng loại hay mảnh ghép tự thân tùy vào cái nhu cầu. Những cái vận động viên, những người tổn thương da dây chằng muốn phục hồi sớm thì người ta sử dụng mảnh ghép một cái xương để nó phục hồi nhanh. Còn những cái mảnh ghép tự thân thì đa số bây giờ người ta sử dụng mảnh ghép do chủ cái hệ thống gân cơ chặn lại. Tổn thương thì đa số ở nước ngoài là tổn thương chấn thương ở bên thì nhiều trường hợp rất là nhiều trường hợp là tổn thương do tai nạn giao thông hay thậm chí là té trên một cái xe ở đèn cái chân là cái đầu gối có thể bị trong cái gì chạy vẫn trước kia người ta tái tạo thành bò người ta tạo hai bó một bó sau khi mà dùng cái mảnh ghép của cơ thể của mình nên đây là nó tái tạo hai bó trong lúc đầu của sản phẩm. Dây chằng chéo sau thì cũng vậy, người ta nghiên cứu cũng có hai bó, nó sẽ dẫn cái lỗ gối không tụt ra sao. Tuy nhiên dây chằng chéo sau khi bị tổn thương thì còn một phần nữa là nhờ cái hệ thống gân cơ tứ đầu nó khỏe, nó có thể giữ được cái âm chằng không có tụt ra sao. Như đó mình mới thấy là trên lâm sàng cái chỉ định mà phẫu thuật đối với dây chằng chéo sau đó không có nhiều những dây chằng tụt nó làm dây chằng chéo trước. Đây là cái hình ảnh cái âm chằng nó tụt ra sao khi mà đứt dây chằng chéo sau. Mình cũng có thể tái tạo theo kiểu tất cả đều qua cái đường hầm trong cái tái tạo nội soi, hoặc là một cái trên đường hầm có thể là trường hợp là đi lên trong cái trường hợp là lấy cái có mảnh xương ở dưới, trong cái trường hợp là gân cơ tứ đầu gân xương bánh chè thì mình sẽ dùng cái mảnh ghép để bắt được phía sau của cái mầm chày. Hoặc là ngay cả trong trường hợp mình tái tạo hai bó giống như là vậy trước là cái gốc sau ngoài, cái phức hợp gốc sau ngoài nếu mà mình không tái tạo, nếu mà nó tổn thương thì nó có thể gây ra thất bại vì tái tạo dây chằng chéo. Là đa số là dây chằng trước đó là phức hợp gân cơ khoe và dây chằng bên ngoài. Thì nó có nhiều cái phương pháp để mình tái tạo gốc sau ngoài theo nhiều kiểu, mà mục đích là cũng tái tạo lại cơ sinh học của cái nhóm cái gốc sau ngoài này. Lướt qua cái phần bệnh lý ở khớp gối thì bệnh lý khớp gối đó là cái hiện tượng nó đông ra nó chỉ chuyện lão hóa của cái sụn khớp của mình thôi. Nó gây ra bào mòn trong sụn khớp tạo ra cái xương dưới sụn, đa số là tụ tác. Ngoài ra nó có những nguyên nhân ví dụ như chấn thương hay tình trạng viêm nhiễm trong khớp làm hơn cái sụn khớp. Cái quá trình cái tổ chức sụn nó thoái hóa dần và đó là sự mất cân bằng giữa cái chuyện mà tạo tổng hợp và phá hủy sụn khớp. Thì ngoài cái chuyện mà cái sụn khớp nó bào mòn ra, nó có những cái mảnh vỡ của sụn. Nó có những cái trường hợp mà nó thoái hóa kèm theo cái sụn chêm, nó sẽ gây ra cái chuyện cái khó chịu trong cái thông hóa khớp gối. Có những cái yếu tố mình có thể can thiệp được, nhưng có những yếu tố mình không can thiệp được, ví dụ như tụ tác, tụ tập hay là gen. Thì mình có thể chẩn đoán cái thoái hóa khớp trên X-quang, rất là đơn giản trên X-quang và những cái hình ảnh phân loại hay là cái hình ảnh X-quang nó sẽ tương ứng với trong cái hình ảnh khi mình nó soi. Cái sụn khớp mà các bạn chúng ta dùng cái probe là cái que thăm dò đảo vô cái que thì nó lún vô cái sụn là cái sụn nó mềm là độ cái tổn thương một cái phần sụn những cái khe nứt là độ hai độ ba tổn thương sụn rồi những cái xương nó chưa có lộ ra và độ bốn là nó tạo thành những cái huyết sụn lớn hay những cái xương mà khi mình trồng nó là độ bốn. Đa số điều trị nó là điều trị phẫu thuật, cái tổn thương của cái thoái hóa khớp gối điều trị là theo cá nhân hóa giống như là điều trị trong cái khác. Có những bệnh nhân mà thấy nó thoái hóa rất là dữ dội nhưng điều trị nó cũng rất là phức tạp. Có những bệnh nhân thấy thoái hóa không có gì nhưng điều trị nó cứ đau và rất là khó, giống như là điều trị của cá nhân với nguyên trọng khác. Thì đối với điều trị bảo tồn mình có thể dùng thuốc kháng viêm, dùng thuốc hỗ trợ tái tạo sụn khớp, thậm chí chích những cái chất vào những cái acid hyaluronic để kích thích cái việc tuy nhiên cái chỉ định của nó cũng trong giới hạn mà cái khớp của mình thoái hóa nhiều và những cái sinh hoạt hàng ngày những cái gì mà có thể làm cho cái khớp mình nó hoạt động nhiều hơn
ép gì mà cái đường bệnh nhân thường nhẹ thì nó đi không sao, nhưng cái đầu xuống nữa đó là cái sụn khớp nó yếu rồi, cái chuyện lực ép nó không chịu. Nhưng những bệnh nhân mà sớm như vậy thì mình khuyên bệnh nhân để hạn chế những cái động tác mà tạo một cái ép tác động lên cái khớp gối của mình để nuôi cái khớp gối, giữ khớp gối lại được lâu dài. Khi mà cái khớp gối không có đáp ứng với điều trị bổ cầu nữa thì những cái phẫu thuật cắt lọc nội soi, trong cái phẫu thuật cắt lọc nội soi đó với xóa khớp thì cũng có rất là nhiều trường phái và những cái pháp đồ khác nhau, có những người nó không có tác dụng gì hết là bỏ hẳn luôn. Có những trường phái nó vẫn có tác dụng để kéo dài cái tuổi thọ. Thì khi mà mình phẫu thuật nội soi thoái hóa khớp, mình sửa chữa những cái tổn thương có thể sửa chữa được, ví dụ như những cái viêm hoặc mạc thì mình sẽ cắt lọc cái mạc viêm. Những cái sụn khớp nó rơ xương ra mà lớn nhiều chỗ thì mình dùng cái microfracture là mình tạo những cái ổ gãy, những cái khoang vào, thì cái máu chảy ra nó sẽ tạo thành cái mô sơ sụn, cái mô sơ này, rồi sau đó mình tiếp tục cái phần sau khi mình bị bảo tồn thì bị bảo tồn xong mình sẽ giúp thuốc dùng thuốc là để kích thích là phần sụn trở lại, thì cũng phần nào kéo dài được cái thổ tủ thọ cái khớp. Còn những cái vùng mà khuyết sụn ở cái vùng chịu lực lộ cầu bánh chè chẳng hạn thì mình sẽ lấy cái sụn tận thân của bệnh nhân luôn ở cái vùng khác, cái vùng xương sụn mình sẽ ghép vô cái sụn này để cái xương này, cái xương sụn này sẽ nuôi trở lại tạo thành cái phần sụn nguyên vẹn. Hoặc là khi mà chỉ bị có một khoang thôi thì người ta sẽ ngoài cái chuyện có thể kết hợp với các phần nội soi, người ta sẽ đục xương sửa luôn rồi lại để tạo cái lực cơ học nó đè, như giờ nó đè vô khoang trong nhiều chuyện nó đè ra phần ngoài. Nếu phần trong nó hư ngưng cái đó thôi, rồi nó hư tiếp cái phần ngoài, sau này hư nữa thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ được bị tiếp. Để kéo dài cái chuyện mà bảo tồn khớp gối của mình, bởi vì mình thay cái khớp gối mới, cái khớp gối mới nó cũng có cái tuổi thọ nhất định thôi. Thì đó lại là nó là cái khớp đó mình thay thường chuyển xài suốt đời. Thì sau một thời gian cái khớp nó sẽ bị mòn, sẽ bị lỏng, chuyển một cái khớp khác, thay cái khớp khác. Trong những trường hợp mà điều trị bảo tồn thất bại, ví dụ như tổn thương một ngăn thì người ta chỉ thay một ngăn thôi. Còn trường hợp tổn thương hết cái khớp gối của mình hoặc nặng quá thì thay toàn bộ khớp gối. Một cái khớp gối thoái hóa được điều trị tốt thì là một cái niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, một cái khớp gối nhiễm trùng là một cái thảm họa. Một cái khớp gối nhiễm trùng có thể là đơn giản nó đến đi từ một cái người bình thường bị những cái buồng viêm nhiễm khác, hay hoặc là trong những trường hợp mà phẫu thuật cái buồng khớp này khi sôi hay khớp nó hay phẫu thuật cái hộp xương sao nó gây ra cái biến chứng nhiễm trùng, thực sự nó là một cái thảm họa. Đa số cái nhiễm trùng nó là cái staphylococcus. Thì trong cái nhiễm trùng khớp nó có một cái nhiễm trùng cơ nhiễm trùng đặc hiệu khác, nó là nhiễm trùng giữa lao thì không nằm trong cái phòng khám như thế này. Đa số cái trường hợp là cái viêm mũ khớp gối thì triệu chứng rất là rõ, bệnh nhân sốt, bệnh nhân đau. Tuy nhiên là những cái bệnh nhân lớn tuổi điều trị thuốc lâu ngày, những lúc bệnh nhân vô những gì sưng cái gối thôi mà mình có thể chọc ra được cả một bảo thủ như thế này, bệnh nhân rất là tỉnh thì có đau. Đa số trường hợp nó nhiễm trùng hóa mũ rồi thì mình chỉ có điều trị là phải can thiệp ngoại khoa, nó kết hợp với cái điều trị kháng sinh, đó là mình cắt lọc và tưới rửa khớp liên tục công ty nào mình ổn định. Những trường hợp nặng nề khác trong những người có hộp xương thì các bạn chúng ta nhiều lúc phải mở khớp để hở đập bắp, hoặc là thậm chí cái những nhiễm trùng xương kèm theo chúng ta phải đặt những cái xi măng kháng sinh vào đầu xương. Nếu chúng ta điều trị không tốt nó sẽ gây ra những cái biến chứng, ví dụ như viêm khớp, thoái hóa khớp hay là sơ dính khớp hay là viêm xương thủy xương, những cái vùng lân cận. Cuối cùng nói đến là cái những cái bệnh lý về mặt hoạt dịch thì có rất là nhiều bệnh lý, những bệnh lý mà mình thỉnh thoảng vẫn thấy đó là những cái viêm hoặc mạc vi dung mao sắc tố hay là những cái bệnh lý là u sụn màng hoạt dịch. Cái viêm hoặc mạc vi dung mao sắc tố có thể thấy ở những cái trường hợp mà nó chỉ tại chỗ vùng gối thôi, hoặc là những trường hợp nó ở phía ngoài nó ăn lan ra những cái vùng xung quanh, hoặc là những cái vùng màng gân hoặc là u đại bào màng gân. Thì những trường hợp ví dụ như nó sưng vùng đầu gối này, đau khi vận động hút dịch ra giống như là máu mà nó cứ tái đi tái lại hoài nhiều lần. Chụp hình rồi nó có những cái hình ảnh, đây là những hình ảnh của cái bệnh lý này, hoặc là những cái xương nó bào mòn cái xương ở trong khớp. Hình ảnh X-quang bên này cũng gián tiếp một cái khối mờ ở đây, hình ảnh của em trai khi mình bóc ra là cái khối như thế này. Hay là những cái trường hợp mà nó ăn vào mòn cái xương của cái khớp. Nhân là hình ảnh em trai của những cái tổn thương vừa rồi. Và những hồi mình chọc ra nó có thể nhuốm màu nâu đen hay là màu đen đỏ đen ha, giống như là mã bột như thế này, có thể nó lan tỏa viêm dung mao giống như là cái
rồng rêu đầy á, nó đem thu trong cái cùng khớp mình, hoặc là nó chỉ khu trú tại chỗ cái đầu cái cùng trong khớp mà thôi. Những cái tổn thương này đòi hỏi phải cắt lọc triệt để, nó rất là dễ tái phát trở lại. Có những trường hợp mình mổ nội soi còn phải mổ mở, có thể mổ phía trước không hết, mở phía sau để mình cắt lọc đến khi mà nó xẻ trên mặt đại thể mình có thể thấy được. Cái tổn thương tiếp theo đó là cái u sụn bên ngoài mặt dịch, đó là cái dị sản, liên quan đến dị sản sụn tạo ra rất là thank you.